Rồi, chúng ta hãy cùng tiếp đến với giai đoạn có và chọn ở trong ván thi đấu thứ hai. Rion như đã nói, họ sẽ được lựa chọn bên và họ quyết định lựa chọn bên phía cầu đội xanh. Rồi, để xem là với cái việc chuyển bên như thế này thì Rion họ có gì thay đổi không? Vẫn là Kalista cấm đi, vẫn sẽ là Ash bị lựa chọn loại bỏ đến từ bên phía Rion. Hai sự lựa chọn cấm mặc định khi mà bạn đối đầu với T1 ở thời điểm hiện tại đến từ tất cả các đội của LCK. Lee Sin Nautilus là hai lượt ban giống hệt như ở ván thi đấu thứ nhất được Lee Sin được T1 tạo ra ở ván thi đấu thứ hai này, khi mà mặc dù là họ chuyển sang bên phía của đội 2. Chuyển bên nhưng hai đội cấm chọn giống hệt ván 1. Varus là sự lựa chọn cấm đến từ bên phía của Rion. Và sự lựa chọn cấm tiếp theo đến từ T1 để xem là họ có muốn ban đi Orianna hay không, hay là Faker sẽ muốn sử dụng Orianna. Senna. Rồi, như vậy là chuyển sang đội 2 thì Guma sẽ được đánh một con bài carry chứ không phải đánh Senna nữa. Tôi là đang thấy mặt của Faker có nét gì đó cảm giác như là đang gượng gượng cười, cảm giác hơi tinh nghịch chút xíu, đang nghĩ tới những sự lựa chọn như Nidalee đi rừng dành cho đi quên chẳng hạn. Ôi chú báo. Được không nhờ? Ok, có lẽ như chúng ta sẽ được biết ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Azir vẫn là con tướng tủ nhất của Karis ở trong cái bệ tướng rồi, nên ta quyết định là ưu tiên ván thi đấu này chúng ta sẽ có Orianna khu vực giữa dành cho Faker chăng. Nhưng mà trước đó thì Gumaoshi đang để một con tướng cũng bị cấm khá là nhiều ở trong vòng vừa qua, đó chính là Lucian. Lucian và một con bài dành cho Faker, có thể là Orianna luôn ở lượt này. Thôi. Rất nghiêm túc nhá. Aatrox được khóa lại với lựa chọn mù dành cho Zeus ở khu vực đứng trên và không muốn test tủ gì cả đến từ cánh trên của T1, khi mà Zeus quyết định khóa lại con bài mà anh ta có một cái tỷ lệ thắng gần như là tuyệt đối ở trong mùa giải năm nay. Sejuani dành cho Giron và Kassante một sự lựa chọn an toàn dành cho Morgan ở khu vực đường trên, vẫn sẽ hướng tới một cái đội hình rất căn bản dành cho bên phía của Giron ở trong cái bảng thi đấu này. Sang lượt phase 2 thì họ có thể ưu tiên bích những cặp như là Seyarakan hoặc là Aphelios, Lulu, Milo gì đó chẳng hạn ở khu vực dưới, để có thể hoặc là hai xạ thủ, liệu rằng có được bích không vâng. Hai xạ thủ bây giờ cũng không ngon lắm, Varus là Ashe cũng đã bị cấm rồi. Quyết định đến từ bên phía của T1 là lấy bộ đôi Lucian và Nami ở đường dưới để gia tăng thêm áp lực đẩy đường. Như vậy là họ không lựa chọn Orianna dành cho Faker để có một cái kèo đấu ở khu vực đứng giữa với lại Azir của Karis. Faker nghĩ tự tin rằng là vẫn còn nhiều con tướng khác ngoại trừ Orianna. Thì thôi, Brion vẫn sẽ phải ban Ori thôi. Họ sẽ vẫn phải ban cả Orianna và cả Huey. Hai lựa chọn đứng giữa mà Faker sử dụng để đối đầu với lại Azir rất là tốt ở trong cái khoảng thời gian gần đây. Corki. Rồi, như vậy là ban Corki rồi. Nhiều mít quá. Giờ cầm không hết tướng luôn. Jerry Rakan lựa chọn cấm đến từ T1 để loại bỏ đi khả năng carry late game dành cho Envy và để chừa ra Smolder, và liệu có phải là Tiểu Hỏa Long tiếp tục xuất hiện hay không. Bạn đi Orianna thì còn Talia, vẫn còn cả Huey nữa, và Azir Sivir Yumi dành cho Brion ở ván đấu này, và quyết định sẽ là đánh cặp đôi Surima late game với Sivir và Azir đứng giữa trong tay của Karis. Và Wuwon sẽ được last pick, đang suy nghĩ đo Vi hay là một chú báo đây. Nocturne, Vi xoay đều lựa chọn đến từ vị trí của Won sẽ là Vi cũng được. Vi hợp lý. Vi hợp với lại Talia. Là cái bộ đôi cũng tạo nên cái cơn sốt meta ở trong vài vừa qua rồi, cái nhịp tấn công cũng tương đối là mạnh. Chắc là có va chạm của cả hai bên thì cũng đã hình thành được một vài những cái đồ nhất định. Ví dụ bên phía Combron, khi mà họ thấy Lucian được khóa vào dành cho Umaji, họ muốn khắc chế một chút xíu bởi vì cái khả năng chống chịu đến từ Sejuani và Kassante cũng tương đối là tốt. Và các bạn có thể thấy cái điểm yếu bắn tăng đến từ Lucian rồi. Nhưng mà đó là Lucian kiểu như là ngang hoặc là bằng đồ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến Gumayushi và Kira thì thường là sẽ có được lợi thế ở trong đi đường. Thì phải chờ cho những diễn biến ở trong cái ván thi đấu này trước cái đã. Envy và Paulu chủ động đánh thiên hướng phòng ngự một chút xíu, với lại bộ đôi Sylvie và Yumi được bích. Và đấu này thì điều kiện thắng của T1 sẽ nằm ở khu vực đường dưới, họ đang sở hữu cả Lucian và Nami, một bộ đôi có một khả năng phối hợp với nhau rất là tốt, và cái áp lực đi đường đến từ Gumayushi với trận tướng Lucian nữa. Và bên phía bên kia thì là một cái cặp đôi có một cái khả năng thủ hòa dành cho Sivir của Envy, và thêm vào đó nữa là khả năng bảo hộ với một con Yumi trong tay của Paulu. Cái tỷ lệ thắng đến từ cái cặp đôi này nó đang không thực sự là cao, và con Sivir cứ xuất hiện là sẽ gặp thất bại thôi, và để xem là Brion có cải thiện được cái tỷ lệ thắng này dành cho Sivir của Envy hay không. Một bộ ba kích hệ Surima đến từ bên phía của Brion với combo Azir kết hợp Sivir, và thêm cả đó nữa là anh Zaden Sante ở cánh trên dành cho Morgan. Để xem ván đấu này thì có tiếp tục là một T1 hủy diệt ở ván thi đấu thứ hai hay không, hay Brion sẽ mang cặp đối đầu này của chúng ta đến với ván thi đấu thứ ba. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với ván đấu T1
thứ hai giữa hai đội trong kèo đấu BO3 sắp tới giữa Brion và T1 trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2024 giai đoạn lượt về. Và rất là mong các bạn để lại thêm nhiều lượt chia sẻ và ủng hộ chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như YouTube, Facebook, TikTok và GG Live với bản quyền phát sóng thuộc về Bosport. Rồi, ván thi đấu thứ hai cũng sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Ở thời điểm hiện tại đang là tỷ số 1-0 nghiêng về cho bên phía của T1. Convolution của Gumaoji sẽ hướng tới một cái đồng phủ đầu để có thể gia tăng thêm cái khả năng hách tiệm khu vực dưới. Còn ngược trở lại thì Polu và NV sẽ chơi theo thiên hướng phòng ngự với lá chắn hồi máu, có luôn cái hộ vệ đến từ Yumi của Polu, thể hiện được rõ ý định là sẽ đánh phòng ngự ở trong cái ván thi đấu này. Như vậy khi tấn công sẽ thiên về cho bên phía của T1 nhiều hơn. Đồng ý, họ sẽ có được cái áp lực đi đường và cái khả năng áp đi đường tốt hơn, chơi hit tốt hơn và hack tiền tốt hơn dành cho Gumayushi và Keria so với lại Sivir của Envy ở trong giai đoạn ban đầu. Bóng dương của Wuwon phần nào đó sẽ bị đoán biết với một con mắt vật tổ được cắm vào, nhưng Faker có áp lực rồi. Tình huống vòng sau đến từ cả Faker và Zeus nữa, và Gidong có thể dính một vài phi thạch đến từ Faker, nhưng không, quyết định là chỉ đánh an toàn thôi. Cảnh rất quen thuộc nhở. Một cái thế rất quen thuộc đến từ Zerg khi mà anh ta lựa chọn Aatrox và đi vào rừng của đối phương ở thời điểm cấp độ 1 để quấy, không cho Gideon và Morgan có được những cái tình huống farm rừng một cách an toàn và thuận lợi. Để coi bộ kỹ năng đến từ Gideon anh ta có nâng E hay không. Morgan hoàn toàn có thể sử dụng cái tốc hành của mình sớm để có thể tạo ra những hiệu khống chế. Bắt đầu đang tích cái nội tại rồi. Một tình huống phá khúc này thì nó chưa để lại cái hiệu quả cao dành cho bên phía của Zerg, và Zerg bắt buộc phải quay ngược trở lại khu vực cánh trên. Thường thì chúng ta sẽ thấy là Zerg sẽ cố gắng được có thể ép rừng của phía đối phương khởi đầu từ khu vực bãi sói và sẽ làm bị trễ nhịp. Nhưng cái nhịp tấn công vừa rồi đến từ bên phía của Zerg là chưa đủ mạnh. Ngược trở lại, chúng ta cũng đang có cái vòng rừng hướng xuống cánh dưới đến từ Gwon. Đồng ý. Gumayushi và Keria thì rõ ràng là Lucian Nami sẽ là một đôi có áp lực tốt hơn. Họ vẫn đang làm tốt hơn giống như cái cách mà họ thể hiện ở ván thi đấu thứ nhất với cặp đôi Senna và Tamkench. Và ván này thì sẽ là cặp đôi Lucian và Nami vẫn đang có được cái áp lực đi đường dành cho Gumayushi và Keria đang để cho mình đòn phủ đầu. Áp lực cấp 2 có trước dành cho bộ đôi của T1 và bắt buộc Envy và Polu phải rút lui thôi. Cánh trên thì đang có những cái pha cà nhau. Q3 kết hợp với một pha kết hợp với bộ pháp hắc ám tốt đến từ Zerg và đánh tay rất đau. Zerg chơi hit tốt từ tình huống ở khu vực bồ xanh và lên cánh trên thì anh ta đang là người lãi máu hơn so với Morgan. Thậm chí là anh ta né được cái thức quy đến từ Morgan nữa cơ. Di chuyển chặng đường, né chiếu rất tốt để có thể vừa câu năng lượng, vừa câu được cái bộ kỹ năng đến từ Morgan. Đợt lính ở khu vực rừng trên là đợt lính có xe. Zekep vẫn đã nghiêng về cho bên phía của Zerg rồi. Nhưng hai người chơi đi rừng sẽ không can thiệp lên cảnh trên, chỉ đơn thuần là cái kèo cố gắng để có thể hạn chế chỉ số lính đến từ Zerg mà thôi. Middam ổn, không bị hụt chỉ số lính nào ở trong cái dịp vừa rồi. Thậm chí là câu chiêu né chiêu rất là tốt đến từ Zerg nữa. Xiên xích địa ngục quy 1 chặt ngược trở lại đúp 2. Pha chay rõ ràng là trên cơ đến từ Zerg ở những cấp độ đầu tiên. Một cha may chóc, đúng thợ ấy chóc, xử lý ác thật. Pha cân 5 ở pha đường trên ván 1 thì rõ ràng ta đã hiểu được rằng là cái khả năng thuần thục con ấy chóc này của Zerg nó khủng khiếp đến như thế nào rồi. Và đấy là lý do tại sao mà Zerg vẫn đang có tỷ lệ thắng 100% với trận tướng ấy chóc ở tại LCK mùa xuân năm 2024 tính tới thời điểm hiện tại. Và cái khả năng sử dụng Aatrox tốt và chơi hit tốt ở cánh trên đến từ Zerg vẫn đang đem lại ưu thế dành cho T1. Cánh dưới họ cũng đang để tốt hơn nữa. Ugon sẽ rất là thoải mái. Một tình huống mà kiểm soát có thể là hai cua luôn dành cho người đi rừng của T1 chăng? Có muốn hướng lên cánh trên hay không đây? Gildon thì chưa hồi lại cho mình ở phía bầu trời trừng phạt. Faker đã về nhà rồi, có thêm cái lượng trang bị quăng địa chấn vừa rồi. Karis né tốt. Và cái nhịp tấn công lên cánh trên vừa rồi cũng không đủ lớn. Morgan thì cũng đang có áp lực đến từ người chơi đi rừng của mình. Zerg vừa rồi cũng có khoảng trống lớn để có thể di chuyển ra cắm một con mắt và phát hiện ra những hướng di chuyển tiếp theo đến từ bên phía của Gildon. Ngược trở lại, Gugwon thì đang có cơ hội tấn công ở đường dưới. Năng lượng của Gumashi bây giờ đang hơi thấp một chút xíu, nhưng ta còn một bánh bích quy. Còn một bích quy để có thể sẵn sàng với tình huống setup đai trụ. Một pha tích tụ quây lính Guon đã bị phát hiện tầm nhìn trước đó bởi vì con mắt vật tổ cắm vào bùa đỏ rồi, và anh ta ăn một pha tên thơ thần. Nhưng pha này ít nhiều Envy sẽ mất lính. Senjuani của Gidong đang di chuyển xuống cánh dưới nhưng nó là tương đối chậm, và ở cánh trên này thì Zerg đang có một pha tấn công hồi lại quy rồi. Q2 góc vuông đến từ Zerg lấy mở đường của Sante trong tay Morgan, và Morgan thấp máu phải rút lui về. Chỉ số lính đang có những cái khả năng dẫn trước dành cho Aatrox của Zerg, và ưu thế ở hai đường cánh đang thuộc về T1. Zerg được phép chơi hậu báo. Hãy nhìn về cái sự chơi hậu báo đến từ Zerg, mặc dù anh ta phải chịu áp lực đến từ Gildon, nhưng trước đó anh ta để lại hai con mắt. Một con mắt mới được cắm vào phía sau đến từ cái bụi cỏ chặt ba, con mắt ở bờ sông được cắm trước rồi. Nó khiến cho hoàn toàn kiểm soát được những cái bước di chuyển đến từ Gildon. Đó lý do tại sao mà Zerg đứng ở phía sau lính, và chênh lệch ở khu vực đường trên bây giờ đang là cực kỳ lớn. 15 ở thời điểm hiện tại, và cái đợt lính vừa rồi của Morgan là đợt lính to ở trước trụ. Bài toán đặt ra dành cho Brion là họ sẽ cần phải phòng ngự rất lâu với cái đội hình late game này của mình. Nhưng mà T1 đang đi đường thực sự là quá ác ở khu vực đường trên cũng như là khu vực đường dưới.
Nghĩ đâu sẽ giải tỏa một chút những cái áp lực với ba con sâu hư không đầu tiên dành cho đội hình bên phía của Rion. Có vẻ như là Wuhan sẽ không có bất cứ một tình huống can thiệp nào trong phá ăn sâu này. Tầm nhìn gần như là không có dành cho tân binh của T1. Quyết định của anh ta sẽ là đánh vòng rừng xuống cánh dưới để bảo hộ cho cái khả năng áp lực đường dành cho Gumayushi và Kerea, những người đang chênh lính rất nhiều so với bộ đôi Envy và Polu ở phía bên kia. Giai đoạn đi đường của phía T1 mạnh quá nhờ. Đường trên thì chúng ta đang thấy cái lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng hơn mười mấy chỉ số lính. Đường dưới tương tự là như vậy, 44 so với lại 26 đến từ bên phía của Envy. Khiến cho Gwen đang có một màn debut phải nói là tương đối là nhẹ nhàng. Anh ta chỉ cần đánh theo những cái đường thắng của mình mà thôi, có mặt ở trong những cái quay lính được tích để có thể tiếp tục gây sức ép. Ví dụ như tình huống này, sau khi ăn bãi sói, sau khi ăn cốc 2, đợt lính có xe đang được tích tụ đến từ Gumashi và Kira, thì anh ta đơn giản là có mặt để có thể thể hiện cái sự hiện hữu của mình và tiếp tục gây sức ép. Đúng, các đường Gwen đang đánh rất là tốt và điều này nó khiến cho cái lượng thông tin của Google cũng rất là nhiều nha. Tức là anh ta sẽ biết được cái hướng đi rừng của Gideon ở đâu. Morgan proxy ở trụ 2 rồi. Nhưng mà tầm này thì Zerg cũng sẽ không ngại với những cái tình huống proxy như vậy. Anh ta cũng có thể thực hiện những pha proxy ngược trở lại. Bởi vì là tầm này mà Gideon lên cánh trên để cam vào Zerg thì Envy và Polu chắc chắn là thở oxy liên tục với những tình huống tích tụ quây lính và sẵn sàng setup đài trụ khi mà Google chuẩn bị chạm cho mình ngưỡng sức mạnh cấp độ 6 rồi. Một cái tả xung gỗ đột thẳng vào trụ thì tôi không tin rằng một cái khiên phép nhỏ nhỏ đến từ Envy sẽ giúp cho anh ta đã có thể đào thoát được. Google sẽ kiểm soát con dòng nguyên tố đầu tiên dành cho bên phía của T1 với cái áp lực đứng dưới đang quá khủng khiếp dành cho bộ đôi Gumayushi và Kerea. Trước đó nữa thì anh ta cũng đã được ăn cua trong cái vòng rừng thứ hai, khiến cho cái lượng kinh nghiệm bây giờ cũng đang tương đối là nhiều. Sau khi ăn rồng thì anh ta sẽ đạt được cho mình ở cấp độ 6, sẽ có áp lực đến từ tả xung hữu đột. Còn Gwen thì có lẽ như anh ta phải ăn thêm con bùa xanh nữa và một khoảng trống nho nhỏ dành cho bên phía của Zed để có thể đẩy thêm cái đợt lính và di chuyển phá hoa soi sáng nhằm giúp cho bên phía của T1 có được thông tin ở trong tình di chuyển tiếp theo của Gildon. 18 chỉ số lính là những gì mà Zerg đang tạo ra với chênh lệch ở cánh trên, và tương tự là như vậy với cái chênh lệch ở cánh dưới mà Gumayushi tạo ra so với lại con Sivir của Envy. Và đây sẽ là pha vòng sau, không thể nào chạm mặt lính được. Di chuyển ra là Envy có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này khi mà T1 đai trụ thẳng mặt luôn. Envy gặp nguy hiểm rồi, mất tốc biến đến từ Envy. T1 giật ra đánh nhịp 2 không? Chắc chắn là đánh nhịp 2 rồi. Làm thế nào để chạy đây? Đang có người xuống, đó là Faker. Và Envy như đã mất khiến phép rồi, anh ta mất khiến phép, nhưng đó là tạo xung gỗ đột bột xác hai mạng dành cho bên phía của T1. Họ có được chiến công đầu và tiếp tục là con mèo không vật chủ. Polu đứng trước hạng họng súng của Gumayushi và anh ta nằm xuống với pha thành trừng tới từ xạ thủ của T1 và 2-0 cho T1 ở phút thứ 8. Bốn phe bổ trợ được Envy và Polu vận hành ở khu vực dưới nhằm tẩy thêm cái đợt lính đó, và họ chỉ có thể ăn lính mà thôi. Rất có khoảng trống di chuyển để có thể kiểm soát và đảm bảo cái con bùa đỏ của mình, mặc dù đang bị gây sức ép đến từ bên phía của Giron, nhưng chính bản thân của anh ta cũng sẽ có được thông tin. Thêm vào nữa là một vài những cái lớp giáp trụ dành cho Gumashi ở khu vực dưới. Faker cũng sẵn sàng phối hợp cùng với lại bộ ba cánh dưới của phía T1 ha. Còn trong tình huống này, Zed hoàn toàn chủ động để có thể phòng vệ trước những tình huống băng trụ nếu xảy ra. Một gần bế tốt. Có luôn bùa là băng, Zerg gặp khó rồi mà chính tận thế tốc biến qua tường, ngay lập tức tình huống lướt qua. Nhưng Wuhan có mặt để bảo kê cho Zerg. Q2, Q3, nhưng Q3 ngược lại khá tốt đến từ Morgan và Zerg chuẩn bị nằm xuống đánh tay nội tại. Zerg bị đóng băng, Zerg nằm xuống, nhưng Faker có mặt để trả mạng ngược trở lại, và đây sẽ làm tình huống mà Faker có mặt kịp thời với cú double kill. 1-2 dành cho T1 và 4-1 cho T1 ở phút thứ 9. Về nhà băng trụ, khu vực dưới vẫn có mặt khu vực đường trên kịp đến từ Faker và cả Gwen nữa. Phần nào đó phản công ngược trở lại, Zed có khả năng hút máu khá là tốt với lại vị tướng Aatrox của mình. Mặc dù pha xử lý vừa rồi của Morgan là tôi nghĩ là hết nước hết cái rồi đó chứ. Khi mà anh ta tích quy ở trong trụ xong rồi bế về cái góc ném bô la băng ngay lập tức đến từ bên phía của Gideon. Nhưng khả năng sinh tồn đến từ Zed vẫn là có, mặc dù anh ta hướng tới một cái gậy ác ma là món trang bị đầu tiên. Còn ngược trở lại một cái thế setup quá kỹ càng dành cho phía của T1 với 4 thành viên ở khu vực đường dưới rồi. Mặc dù đang sở hữu cho mình đó con CV có khả năng chơi phòng vệ và 4 phép bổ trợ, nhưng họ cũng không chịu được một cái nhịp quá lớn. Còn đây, nhịp tấn công đầu đến từ bên phía của Morgan và Gideon không đủ sát thương để có thể sốc chết được Zed. Tình huống Q3 ngược trở lại, và đúng là Morgan làm hết nước hết cái trong pha vừa rồi. Không còn gì để chê con Sante của Morgan nữa, nhưng như vậy là không đủ khi mà Faker áp sát rất nhanh khi mà Karis vẫn đang bận farm ở đường giữa. Có mặt với mặt đất dậy sóng và có được cho mình cú double kill để 1-2 vẫn là lợi thế về điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của T1. Đi đường T1 hơn 2k tiền so với đối phương ở 10 phút, 1.500 tiền nhỉnh hơn ở vị trí xạ thủ khi mà Gumayushi đang farm gần như là gấp đôi so với lại Envy. Và anh ta có thêm một mạng và hỗ trợ nữa. Sẽ là một cái phong thần kiếm dành cho người chơi xạ thủ bên phía của T1. Và nên nhớ rằng sau cái tình huống đai trụ vừa rồi,
bộ bot của T1 không mất bất cứ một cái tốc biến nào cả, vẫn còn nguyên cả hai phép bổ trợ đến từ YOC, còn cái tốc biến đến từ KVA. Giáp trụ thứ 3 dành cho YOC và KVA ở khu vực đứng dưới rồi. Xe Juani của Gideon bắt buộc phải có mặt để có thể hỗ trợ cho tình huống phòng ngự với thân lính có xe to đẩy vào này đến từ bộ 3 của T1. Ngay khi thấy xe Juani của Gideon, T1 rút lui. Lùi ra một nhịp mà thôi. Trước đó nữa thì bên phía của Google cũng đã phát hiện ra việc mà Gideon đang ăn con bùa đỏ rồi. Faker cũng từ bỏ cái ý định phối hợp cùng với lại bộ 3 để có thể tiếp tục thiết lập một tình huống băng trụ 4 thành viên, khi mà cái đợt lính ở khu vực dưới vừa rồi cũng đã bị mất hết. Giai đoạn đi đường đã có áp lực rồi, chênh lệch cánh dưới đã nghiêng hoàn toàn về cho bên phía của T1. Những chênh lệch ở khu vực trên thì đâu đó vài chục đồng không phải là quá đáng kể dành cho bên phía của Z ở trong cái kèo thi đấu này. Thậm chí là Z có được một khiên trụ ở trong cái dịp đẩy lính vừa rồi. Anh ta chơi hit rất là ác nha, để ý thấy là camera lia lên là thấy rớt lách thần khí Antofo rồi anh ta trả lại xiềng xích rồi anh ta trả lại quỷ kiếm đắc kim rất là gắt. Đúng là thợ Aatrox có khác. Còn cánh dưới này thì khỏi bàn, chuẩn bị là giáp trụ thứ tư với một cái trụ một toàn bản đồ dành cho T1. Đây sẽ là một tình huống mà Hung IOC được swap nhanh ra đường giữa để anh ta ăn thêm giáp trụ nha. Gây thêm những cái sức ép dành cho T1 nơi mà họ sẽ triển khai còn ba con sâu hư không tiếp theo nào. Rớt bớt chiến binh tận thế, không có tốc biến nữa, trả lại xiềng xích. Một Q1 đánh tay nội tại, ăn Q3 bị áp chế ngược lại. Có một cú dịch chuyển đến từ vị trí của Faker và Gideon gặp nguy hiểm rồi. Gideon không tốc biến. Một tình huống phối hợp chiều đến từ bên phía T1, bao là băng quăng thẳng vào mặt của Faker, nhưng Gideon làm thế nào thoát đầy mạng sẽ được nhường dành cho Rớt trong tình huống này. Trong khi đó Faker quăng địa chấn đẩy Morgan về, Morgan đi trước và Gideon đi sau. Karis di chuyển lên thì đã quá trễ rồi, 6-1 với hai mạng cánh trên cho T1. Và đó thì Karis chưa hồi lại cho mình đó dịch chuyển. Anh ta trễ dịch chuyển hơn so với lại Faker vài giây, và vài giây đã tạo ra một cái sự khác biệt. Còn ngược trở lại khu vực đường dưới, có một cái khiên phép dành cho Envy để có thể thoát khỏi cú sóng thần đó, và anh ta né được cái thủy ngục. Dù sao thì ký đồ đến từ bên phía của Kera là ngắt cú biến về để có thể tiếp tục tạo ra cái nhịp tấn công của khu vực đường dưới này dành cho Gumaoshi. Mà hỗ trợ dí xạ thủ ác vậy. Kera đánh tướng nào cũng ác. Anh ta đánh con Nami và anh ta cầm, anh ta dùng đại hồng thủy ngắt bấm B về nhà, dùng thủy ngục ép luôn khiên phép của Envy và khiến cho Envy mất một cái nhịp bấm B về nhà để có thể xài tiền. Và bây giờ thì lượng trang bị là quá chênh lệch. Tình huống này mà Envy phải là mất trụ nha. Và rõ ràng là T1 đang làm quá tốt ở các khu vực đường rồi. Faker roam như một cái máy vậy, anh ta từ đường dưới lên đường trên đều có những cái điểm hạ gục 303, 100% KP với con Talia đứng giữa trong tay của Faker ở ván thi đấu này. Và T1 vẫn đang cầm quá nhiều lợi thế với khoảng cách là gần 4.000 tiền ở thời điểm phút thứ 12. Pha thi đấu này thì bên phía của T1 họ cũng thể hiện được rõ cái ý đồ của mình là muốn kiểm soát con rồng. Bởi vì ba con sâu họ hình như là ăn được một sâu ở trong cái đợt vừa rồi mà thôi. Họ không tốn quá nhiều, hai sâu thì phải. Và họ không muốn tốn quá nhiều thời gian và sau đó quay ngược trở lại khu vực cánh dưới. Rồng 2 được ăn ở phút thứ 13 của ván thi đấu. Và chúng ta cũng sẽ có áp lực linh hồn rồng khá là sớm ở trong cái ván thi đấu này đang được vận hành tốt đến từ cặp đôi đường dưới cũng đang triệt để của phía T1. Chênh lệch quá lớn rồi. Như đã dự đoán thì đây sẽ là pha swap lên nhanh, thậm chí là Karis có thể gặp nguy hiểm khi Google có mặt. Khi đông ở ngay đằng sau lưng đấm hụt đến từ vị trí của Google rồi, nhưng tả sư Udo thì không hụt được quang địa chấn đẩy về đến từ Faker. Anh ta tanh chu nằm xuống nhưng Google tốc biến hạ khúc thành công đường giữa để có pha 1-1, nhưng nó sẽ là 1-2 khi ăn thêm một hit trụ nữa vào Google. Nằm lại với cú double kill dành cho ghi đồng cánh trên thì mất thêm một cú tốc biến nữa đến từ giữa, nhưng ở khu vực đứng giữa thì làm thế nào 2-2 đây. Gubayushi xấy thanh trực rất đau, Envy phải tốc biến bỏ chạy chứ không chỉ đó, người bị kết lại là Polu. Vừa nhập ra khỏi xa của Envy thì ăn một cái đại hồng thủy bị hất tung lên và Keria dí tiếp Envy. Tốc biến thủy ngục không thành công đến từ hỗ trợ T1, nhưng anh ta đánh tay và hạ gục thành công được Sivir trong tay của Envy. Keria chơi hỗ trợ chiến thực sự. Thực sự luôn. Sẵn sàng bằng hai trụ của phía đối phương để có thể solo hạ xạ thủ của phía Bjorn. Đường trên vừa rồi cũng là một cái khoảnh khắc hú tim của Zed. Nếu như anh ta bị khô máu trong trụ thì nhiều khả năng là anh ta sẽ ở cái vị trí không đẹp. Còn đây, hãy cùng xem tình huống có mặt kịp thời đến từ Gildo ở khu vực dưới với con Sejuni của anh ta. Can thiệp tốt ném cái bola băng. Faker là người chịu đam trụ ở thời điểm đầu và anh ta cũng đã bị tiêu diệt. Gugon cũng phải mất luôn cho mình đó tốc biến và anh ta bị che. Một tình huống lấy con heo được cưỡi của mình để có thể che cái hitbox và khiến cho trụ vẫn gây thêm cái lượng sát thương nữa. Đường giữa thì rõ ràng Gumaoshi bây giờ đang có cái lượng chênh lệch về mặt trang bị quá lớn rồi, nên pha thi đấu này cực kỳ tự tin đến từ bộ đôi Gumaoshi và Keria. Hai phép bổ trợ mà Keria rất ác nhá. Giữa hai trụ đối phương và hạ sát thành công được người chơi xạ thủ để có một pha có thể tính là duo kill với pha hai mạng dành cho T1 ở khu vực đứng giữa. Bộ đôi Gumaoshi và Keria vẫn đang tỏ ra là rất áp đảo so với lại Envy và Polu ở bên phía bên kia.
đội hình late game, nhưng mà tôi chỉ thấy là Rion đang lê lết đến giai đoạn mid game mà thôi. Sivir 106 chỉ số lính so với 158 trong tay của Umayushi, đứng trên cũng đang là chênh lệch lính đến từ rớt. Và cái lượng chỉ số điểm hạ gục đang là hoàn toàn vượt trội với lượng tiền giãn cách là 5.000 dành cho T1 ở thời điểm 1 phút thứ 15 này. Họ đang muốn triển khai mục tiêu tiếp theo, đó sẽ là con sứ giả khe nứt. Cánh trên thì rớt vẫn đang có được ưu thế ở khả năng chế hit và đẩy đường so với lại con Sante trong tay của Morgan. Còn ở cánh dưới này, bộ ba của T1 có mặt, Karis có thể gặp nguy hiểm, lách thành câu thủy ngục và tạm thời anh ta an toàn. Trên đội của hai người chơi xạ thủ bây giờ gần hẳn một món trang bị lớn như thế này rồi, với một con Lucian đầu phủ đầu. T1 thì hoàn toàn có thể rút lui. Faker bị trúng một cái bộ la băng, có Kira hỗ trợ phía sau. Faker có tăng tốc pha để có thể giữ vị trí tốt. Phân chia thiên hạ để được hai những người phải nằm xuống, đó chính là Karis. Morgan bất ngờ có mặt ở khu vực dưới, khô máu vào người của Gildon và tiễn cho Gildon. Xin lỗi, tiễn cho Gugon lên bảng điểm số. Morgan có được cho mình mạng hạ gục, nhưng Gildon thì có thoát được trong này. Ai tan thủy ngục rồi và anh ta nằm xuống. Gildon đi trước, Morgan đi sau là chắc cú rồi. Và thậm chí là cả Polu nữa. Nếu như Morgan lên bảng đếm số đang ở một dạng chơi khó máu, nhưng đó là một tình huống sự thanh trừng rất đau đến từ YUC và sát thương quá lớn. Vẫn ăn cú quy 3 đẩy ngược về khá tốt. Quang địa chấn thành công đến từ bên phía của Faker, và đó là mạng thứ 13 dành cho T1, với thêm rất nhiều điểm hạ gục của họ khu vực đứng dưới, kèm thêm cái chủ nữa. Tiếp tục là tình huống giao tranh thắng lợi dành cho phía của T1. Chênh lệch về tiền nó đang được đẩy ở con số 8.000 tiền rồi. Trước đó phút thứ 15 là 5.000 tiền, sau một phút sau thì chênh hẳn 3.000 tiền sau một tình huống giao tranh thắng lợi triệt để dành cho phía của T1. Rớt nhân cơ hội này thì cũng đã mang về công trình của khu vực đường trên, thậm chí là anh ta mở chiêu cuối tấn công vào Envy khi mà biết được rằng Envy không có tốc biến. Ác ha, nãy giờ không tham gia vào giao tranh thì Rớt cũng đang hơi ngứa tay một chút. Ngứa tay, đang hơi ngứa ngáy rồi, muốn thể hiện lắm rồi, và đồng đội của anh ta ở cánh dưới đang rất cháy với những tình huống tấn công liên tục tục. Pha này là muốn tấn công của Faker, bộ là bằng rất nhanh. Faker có đồng đội bên cạnh, tình huống hồi máu thủy ngục thành công đến từ Keria. Phân chia thiên hạ đẩy hai người về, nhưng Karis nằm xuống một pha phi thạch cỡ đại đến từ Faker. Wuwon bị bế về, và tình huống này thì quá khó thoát dành cho tân binh của T1 rồi. Nhưng Umayushi tới, và cái nguồn sát thương khổng lồ của T1 khi mà anh ta có mặt ở cánh dưới, một pha thủy ngục thành công, và Uma rất nhanh chóng hạ gục thành công ghi đồng. Và tiếp tục là hai mạng nữa khi Morgan cùng với lại Paulu là hai người bị kẹt lại, không thể thoát thân trong pha vừa rồi. Mặc dù là Morgan đã làm rất tốt với pha mở đường quay ngược trở lại với cú Q3 hất tung thành công Umayushi, nhưng nó là không đủ, vẫn là mạng dành cho T1 với hai điểm hạ gục có được dành cho Faker và Umayushi ở cánh dưới. Faker lên thẳng đồ đam luôn rồi. Trưởng Huvo cũng đã có món trang bị thứ hai của mình, muốn tối ưu hóa cái lượng sát thương ở trong tình huống giao tranh tiếp theo. Cụ thể là con đồng nguyên tố rồng này chỉ là rồng gió mà thôi, nhưng mà nó chắc hẳn cũng sẽ tạo nên cái cớ để có thể khiến cho hai đội bước vào những tình huống giao tranh lớn. Hay nói chính xác hơn là bên phía của T1 muốn giao tranh lớn, còn bên phía của Rion có muốn hay không thôi. Không không, họ không muốn. Họ không muốn, nhưng mà T1 ép họ giao tranh. Họ không muốn giao tranh, nhưng T1 không cho phép điều đó xảy ra, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì cái đội hình bên phía của Brion đang rất yếu, họ cần phải tích lũy thêm về cái mặt sức mạnh như tôi đã đề cập thì late game, nhưng mà tầm này thì đúng là lê thật đến từ Brion. Azir của Karis mới chỉ xong cho mình được một cái nanh so mà thôi, và anh ta mới chỉ có được cho mình thêm một cái giáp tay Sector nữa, đồ hai đồng hồ Kazonia. Nhưng mà T1 rõ ràng có một cái khả năng snowball rất nhanh với lượng tiền chênh lệch chuẩn bị đến cái ngưỡng 8.000 rồi ở thời điểm phút thứ 19. Faker cũng đang đánh rất kỹ nha, những tình huống phi thạch để có thể vừa kiểm tra bụi và vừa tạo ra những cái vùng để có thể ném đá lớn. Đường giữa thì bây giờ cũng đang có một vài những cái tình huống va chạm. Rồi đi đâu, gặp nguy hiểm, dính xiềng xích gặp nguy hiểm rồi. Karis tốc biến đẩy Umayushi về và sắt đao thành công Umayushi, mạng dành cho Envy, nhưng ngay lập tức giật gặt gục được Envy. Thủy ngục không thành công đến từ vị trí của Keria, và đó là một tình huống 1-1 với mạng sắt đao rất quan trọng mà Envy có được. Guma cũng biết rằng mình sẽ trở thành cái đối tượng bị tấn công đến từ bên phía của Karis, nên anh ta chủ động lướt e về phía sau. Nhưng Karis đã đầu tư rất triệt để, anh ta đầu tư thêm cho mình đó tốc biến để có thể tiếp cận gần hơn vào Gumashi và tiễn cho xạ thủ của phía T1 phải lên bảng điểm số. Kira còn tốc biến và tạm thời anh ta chưa bị hạ gục, rớt hỗ trợ cho Kira. Faker sẽ ném đá và có ý định để có thể tấn công tiếp. Morgan vừa rồi đã tiễn cho Kira lên bảng điểm số. Karis tới và có được rất nhiều điểm hạ gục dành cho bên phía của Brion. Faker thể hiện tinh thần Brotherhood rồi. Chạy trước cho an toàn trước cái đã. Thấy hai người là em mình định đánh đập vào Faker, quyết định là mặt đất dậy sóng. Brother mất hút luôn đến từ Faker trong tình huống xử lý mặt đất dậy sóng vừa rồi của anh ta. Nhưng rõ ràng là cái tình huống xử lý là hợp lý đến từ Faker khi mà tài nguyên của T1 đã sử dụng hết ở trong tình huống trước đó rồi, và họ không còn gì để có thể rút lui nữa. Còn đây là pha đã giao tranh cùng đứng giữa nơi mà Karis tìm kiếm được Umayushi với pha phần triển thiên hạ.
quá khó để một con Lucian không còn chuyện mình diện tận, cũng không còn nói chuyện mình tốc biến nữa, có thể rút lui về. Pha thủy cung sau đến từ Keria hơi đáng tiếc là nó cũng không trúng vào Karis để có thêm những cái lượng sát thương đầu ra đến từ C1. Một pha mà Keria đi vào cắm mắt, anh ta bị vây lại bởi hai người của Brion và tình huống vẫn là Morgan, vẫn là cái tên quen thuộc, lên tiếng với một tình huống hạ sát một thành viên đó là Keria và tiếp tục là Zerg đi theo luôn với mạng cho Karis. Hợp lý, một vài những cái điểm hạ gục vừa rồi rất chất lượng và cực kỳ cần thiết dành cho phía cổ Brion ở trong cái bối cảnh là họ đang thua khá là nhiều tiền. Những cái điểm hạ gục vừa rồi là những điểm hạ gục mà có tiền thưởng truy nã, nó sẽ gia tăng thêm cái lượng kinh tế rất là đáng để có thể xem chừng dành cho bên phía cổ Brion. Chênh lệch về tiền thì nó rút ngắn xuống còn 5.000 rồi, hồi nãy chúng ta đang thấy cái lượng chênh lệch là đâu đó hơn 8k, thì vừa qua thì cũng là những cái nỗ lực rất là đáng khen ngợi dành cho bên phía cổ Brion ở tính tới thời điểm hiện tại. Đồng ý, họ có những cái bước tiến. Đầu tiên là Envy có mạng shutdown của Mayusi nhá, và cái mạng shutdown tôi nhớ không lầm là hình như là 800 hay 900 gì đó. Rồi thì Zerg cũng nằm. Rồi thì cả Keria cũng có một pha bị bắt lẻ ở trong rừng nữa, và ba mạng liên tục như vậy giúp cho Brion rút ngắn được cái khoảng cách ở thời điểm tại, nhưng nó vẫn đang là một cái khoảng cách mà C1 hoàn toàn có thể hài lòng. Họ tiếp tục thực hiện hóa cái ý đồ snowball của mình với một con sứ giả khai nứt triệu hồi ở khu vực đứng giữa. Đội hình vẫn phang đang phải có cụm phòng ngự, và với con sứ giả được triệu hồi này sẽ là trụ dành cho T1. Một là bằng quăng thẳng nhưng không có ai follow up theo cả, thì cũng lao thẳng vào đến từ Guon với pha sử dụng cho mình tốc biến nhưng anh ta không tìm được mục tiêu. Thủy cục thành công, sang tê trong tay của Morgan với một tình huống áp chế khá là tốt, một tình huống bế qua tường đó là Zerg bị bế qua, Keria nằm xuống, Guon đi theo với cú double kill dành cho vị trí của Karis. Nhưng góc bên trái này thì Faker hạ sát thành công được Sante trong tay của Morgan, 1-2 có lợi dành cho Brion, và họ đang có thế ở đứng giữa để gỡ trụ. Vẫn tiếp tục là cái điểm nhấn đến từ công bài Kassante của Morgan. Anh ta là dàn tuyến đầu, anh ta chống chịu, anh ta tạo hướng khống chế để có thể, thậm chí là anh ta bế Zerg qua phía bên kia để có thể có nhiều khoảng trống hơn dành cho Karis và Envy. Và đó là tình huống trao đổi mạng tiếp tục có lời, và họ có được thêm công trình ở khu vực giữa nữa. Những tín hiệu luôn tích cực dành cho bên phía của Brion ở trong dàn vừa qua khiến cho bản thi đấu này tích cực. Rất là tích cực đến từ bên phía của Brion với những tình huống mà họ xử lý giao tranh tốt. Với đầu tàu là Morgan, mặc dù Morgan nằm xuống những cái tình huống bế rớt qua tường, khi mà rớt đang ở dạng có cánh giúp cho bên phía của Brion giảm thiểu thiệt hại. Họ vẫn có một tình huống 1-2, có thêm được một cái trụ ở khu vực đường giữa với tiền thưởng mục tiêu, và giãn cách cái lượng tiền ở chênh lệch ở thời điểm hiện tại nó chỉ là 5k thôi. Vẫn đang giữ ở khoảng 5.000 tiền dành cho bên phía của T1. Và nên nhớ rằng linh hồn dòng gió thì là một cái linh hồn thực sự không quá mạnh dành cho cái khả năng tăng tiến sức mạnh với đội hình của T1. Còn đây là tình huống giao tranh mà rõ ràng là Guon anh ta không tìm được mục tiêu là Envy, với tình huống gồng cú đấm cũng như là tốc biến. Sau đó là một pha mở đường ba người rất tốt đến từ Sante trong tay của Morgan. Anh ta bế rất qua tường, hạn chế khả năng gây sát thương đến từ một con Aatrox ở dạng có cánh. Mặc dù nằm xuống, nhưng là cú double kill dành cho Karis nha. Chấp nhận nguyên sinh. Pha thi đấu vừa rồi thì Guon cũng đang bị mất cái nhịp lao vào với một cái đồng hồ được vận hành khá là tốt dành cho bên phía của Karis. Hai nguồn sát thương ở hàng tuyến sau là Azir với lại CV của Envy thì có khoảng trống để có thể xả sát thương. Cái góc này là cái góc mà bên phía của T1 đang sẵn sàng để có thể bước vào tình huống giao tranh nè. Những vị trí chủ lực của họ như Faker với lại Gumma UC thì đang đầy đủ phép hỗ trợ. Rồi Morgan bị giữ chân lại, bắn rất đau đến từ YUC khi mà anh ta kích hoạt đòn phủ đầu. Morgan mất gần nửa cây rồi. Có một con Sante chống chịu nhưng Morgan cũng không thể ở được. Và đây là một pha đẩy chiều cuối thẳng vào mặt đến từ vị trí Keria, và Envy không được chơi game sau khi anh ta bị hất tung lên. Và Karis cũng sẽ nằm lại thôi. Hai carry đến từ bên phía Orion, nằm xuống quá sớm. Pha vòng sau đến từ Zerg thành công, và T1 có được 3 mạng, chính xác hơn là 2 mạng chủ lực của Orion. Cái góc vừa rồi là cái góc T1 thường xuyên thiết lập những tình huống giao tranh thắng lợi. Và pha thi đấu này nữa thì các bạn có thể thấy cái nhịp tấn công vừa rồi nó quá mạnh. Envy không còn lá chắn, không còn tốc biến, không còn phép bổ trợ để có thể xoay sở, và anh ta rất dễ dàng trở thành cái mục tiêu bị tấn công đến từ bên phía của Guon. Một cái khi phép gần như là bị khắc chế bởi những tình huống trừng phạt tê tái hoàn toàn có thể được vận hành đến từ con Vi, và cái góc tạt cánh đến từ Faker lẫn Zerg nữa. Tấn công ở cả 8 phương tứ hướng như thế này rất khó dành cho Envy được chơi game. Karis cũng nằm xuống thì đều không thể tiến vào Baron được, bởi vì là Guma Yuxi bắn đuổi. Tiếp tục nhận ước nguyện tiên cá đến từ Guma Yuxi để anh ta áp lực vào thêm một Sante không còn tốc hành đến từ Morgan nữa. Và bù lại Baron dành cho T1 sau tình huống giao tranh rất quen thuộc của họ ở góc phải của khu vực đứng giữa. Đây chúng ta cũng nhìn lại khi Keria đẩy chiêu cuối vào, và Envy Envy bắt buộc phải mất cái khiên phép để anh ta tránh cái đại hồng thủy này mà thôi. Chắc là anh ta mất khiên phép để tránh lượng sát thương đến từ YUC, và anh ta ăn một pha tả sư hũ đột đến từ Guon, và hai carry của Brion bỗng hơi quá nhanh với pha vòng sau đến từ Zerg. Một tình huống giao tranh quá quen thuộc, và T1 vẫn làm tốt với cái đội hình mà họ sở hữu.
Rồi, và với linh hồn rồng gió thì những con tướng đặc thù đến từ bên phía T1 vẫn vận hành được, ví dụ như là con Aatrox của Zed nè, mở chiêu cuối, hoặc là những tình huống sấy thanh trần của Gumashi, khả năng truy đuổi mục tiêu nó vẫn sẽ là có. Và quan trọng hơn nữa là cái ngưỡng sức mạnh cũng sẽ được gia tăng thêm dành cho phía của T1 đến từ bùa lợi Baron. Chênh lệch về tiền vẫn đang nghiêng về cho đội hình của họ, và họ vẫn đang có những cái mục tiêu ngắn hạn như là cái công trình ở hàng tuyến ngoài. Rồi, Won đấm thẳng vào bụi ép lui Kidong. Thì Won đang 1-4 với 4 người cánh dưới, rớt đẩy một mình đứng giữa, họ áp lực vào hai cái trụ hai ở hai khu vực đường của bên phía Brion. Và Brion cần phải mở nhanh, và vẫn là Sante trong tay Morgan sẽ cần phải bế một người, và anh ta cần phải hạ gục người đó rất nhanh để quay trở lại, hỗ trợ những người đồng đội của mình, gia tăng thêm cái khả năng chống chịu trước một đội hình rất giàu sát thương ở của T1 ở thời điểm hiện tại. T1 không chóng đi chạy thì hai cái trụ thứ hai này nó cũng sẽ mất đi mà thôi. Nhưng ít nhiều thì Brion đang cố gắng câu giờ. Ngay lập tức gồng đấm ép lui Envy. Envy chưa hồi lại cả hai phép bổ trợ nha. Đây là một điểm trừ với Brion ở thời điểm hiện tại. Họ sẽ không đủ sức để phòng ngự với một mình Karis đâu. Bắt đầu bọc xuống cánh dưới của Faker với một tình huống mở chiều cuối. Morgan lướt về được. Zed đang đứng ở trong trụ của phía đối phương. Anh ta còn e để có thể chạy về cùng với lại những người đồng đội của mình đang bị Envy ném. Không sao, Zed đã hội quân cùng với lại bên phía Kingwan rồi. Đơn giản là lấy công trình. Họ đã lấy được cho mình đó là hai trụ, một trụ đường giữa, một trụ khu vực dưới. Tiếp tục sẽ tạo ra cái lượng chênh lệch về mặt tầm nhìn và trong những tình huống tấn công ở giai đoạn tiếp theo nữa. Lucian của Gumashi bây giờ cũng đã có xuyên giáp, Faker thì đã có mũ với lại Talia, tức nghĩa cái lượng sát thương ở thời điểm này hiện tại của phía T1 là cực kỳ dồi dào. Và quan trọng là nó đến từ rất nhiều nguồn nhá. Rất có đam, Faker có sát thương, Gumashi thì đang cực kỳ giàu với gần 4 trang bị lớn với chất tướng Lucian của mình rồi. Đoạn Down Navori sẽ là trang bị tiếp theo mà xạ thủ của T1 hướng tới với combo đồ này của Lucian. Và áp lực đang là quá lớn với 10.000 tiền, gần 10k tiền sau một loại Baron mà T1 đang chênh lệch so với lại đối phương. Mặc dù thì vẫn có những cái hy vọng dành cho Brion ở ván đấu này, nhưng hy vọng của họ càng ngày càng ít đi khi mà T1 đạt được cái ngưỡng sức mạnh từ quá sớm. Và con Azir của Karis cần phải mất thêm với khoảng thời gian nữa, anh ta mới có được mũ. Rồi thì huyết kiếm cũng sẽ cần có một khoảng thời gian nữa để Envy hoàn thành xong trang bị này. Nhưng khi ấy thì các thành viên bên phía của T1 họ cũng sẽ tăng tiến thêm với cái ngưỡng sức mạnh mà thôi. Brion cần thêm thời gian, nhưng T1 thì đang muốn kết thúc ván đấu này càng nhanh càng tốt. Nhưng cái điểm được đến từ bên phía của Brion là ở bối cảnh này thì chúng ta đang không có mục tiêu lớn. Một vài phút nữa thì chúng ta mới có bùa lợi Baron với lại đồng hàng tuổi, có nghĩa là họ vẫn sẽ có được cái nhịp farm, và hy vọng sau khoảng thời gian khoảng chừng 2-3 phút nữa thì họ sẽ hoàn thành được cái ngưỡng món trang bị thứ ba của mình, như là mũ của Karis, như là một món trang bị lớn thứ ba huyết kiếm dành cho Envy, để có thể đọ phần nào đó cái lượng sát thương đang bị thiếu hụt hơn so với lại bên phía của T1. Họ vẫn có những cái tình huống combo combo nha, ví dụ như là Karis biết đâu đấy anh ta đẩy được 2-3 thành viên thì sao, sẽ có khoảng trống dành cho Envy, bởi vì cái đội hình này vẫn sẽ có dàn trắng đến từ Kassante của Morgan và Sejuani của Gildon. Đồng ý, nếu như đó là một cái pha gom người đến từ Karis hoặc là Morgan với một pha phân chia thiên hạ, hoặc là một cú mở đường nhiều người đến từ Morgan ở dạng chống chịu, thì vẫn sẽ là những cái tiền đề giao tranh rất tốt dành cho thành viên bên phía của Brion. Khi ấy thì cái lượng sát thương đến từ cái nảy bật của Envy nó sẽ phát huy được hiệu quả. Cái dàn tuyến sau của T1 sẽ bị dính rất là nhiều những cái lượng sát thương đầu ra tới từ xạ thủ của Brion, với ba trang bị lớn mà anh ta đã hoàn thành với một cái huyết kiếm ở trang bị thứ ba thời điểm phút thứ 28, và T1 vẫn đang rất nền nã với cách chơi đẩy cả ba đường của họ. Rồi rất gặp nguy hiểm, rất bật dạng có cánh quay ngược trở lại cùng với lại Gumayoshi gây thêm sát thương, nhưng Morgan có mặt để hỗ trợ cho tình huống lui về này của Ghi Đồng. Linh hồn rồng gió, khi mà Zed mở chiêu cuối thì đôi cánh của anh ta gần như là bay ở trên không với khả năng rút lui tương đối là nhanh chóng. Faker cũng bỏ dở cái nhịp đẩy được lính ở đường trên để có thể có cơ hội hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Zed vẫn đang tìm kiếm những cơ hội để có thể tạo ra những tiền đề mid play dành cho những người đồng đội. Quay ngược trở lại bối cảnh này thì bên Vicorion, như đã nói, họ có khoảng thời gian trống để có thể farm thêm. Ngưỡng sức mạnh ba món trang bị đã được hình thành đến từ Envy và Karis. Nhưng bên kia thì Gumayoshi đã có 4 đồ rồi. Mặc dù thì đồng ý rằng chất tướng Sivir sẽ mạnh hơn một chút và dễ chơi một chút so với lại Lucian của Gumayoshi ở trong giai đoạn cuối game, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái khả năng tăng đồ quá nhanh đấy từ Gumayoshi với lượng sát thương mà anh ta tạo ra. 46 giây nữa sẽ là con rồng ngàn tuổi, 1 phút 15 giây nữa chúng ta sẽ tới với lại bộ lại Baron tiếp theo trên bản đồ. Vừa rồi là một tình huống thử đam đấy từ Guma, và nhẹ nhàng là nửa cây máu Envy mất đi. Nhưng mà vẫn đơn giản là cái nội tại thôi, và đâu đó khoảng chừng 1/3 máu của Envy rồi. Sát thương bây giờ đến từ Gumashi là cực lớn, nhưng mà bắn vào hàng tuyến sâu thì nó nhiều, chứ mà bắn vào dàn chống chịu thì chắc là cũng phải mất một khoảng thời gian không hề nhỏ nha. Nhưng mà đang tận dụng nội tại của Đại Bác rất tốt với tình huống cố gắng spam A và hit and run. Còn T1 thì đang có thế ở khu vực hang rồng, quang địa chấn thành công. Morgan mất quá nhiều máu rồi, và Won đang có một cái góc vòng sau rất khó chịu trong tình huống này. Không có thông tin đến từ Brion,
họ không có vị thông tin vị trí đứng của Guon cũng như là con Aatrox trong tay của Morgan và chuẩn bị sẽ làm tình huống setup. T1 đang cố gắng tràn thẳng vào người mở rồng là Brion, dịch chuyển quay ngược trở lại đến từ Sante trong tay của Morgan. Nhưng T1 đang thả vào một cái thế bánh mì kẹp thịt, bắt đất dậy sóng bung ra đến từ vị trí của Faker. Keria đẩy đại hồng thủy rút lui cùng với UYOC. Qua đang có khoảng trống gây sát thương, Guon bắn thẳng vào với Envy, nhấn được đồng hồ câu giờ. Bên này thì rớt gặp nguy hiểm nhưng rớt chặt quá đầu, cả có người nằm xuống rồi. Morgan cũng đang quẩy trong tình huống này, rớt hai gục đánh công hai thành viên bên phía của Brion. Triple kill dành cho rớt và đó là pha quét sạch dành cho T1 ở tình huống giao tranh cuối cùng. Ở khu vực hang rồng ngàn tuổi, họ sẽ có rồng ngàn tuổi và kết liễu ván đấu này ở thời gian phút thứ 31 mà thôi. Tứ phía, bốn phía đều đã bị bao vây, một bức tường được chặn ra rất khó chịu của Faker. Họ tạt cánh, Guon thì đã hoàn thành được cái nhiệm vụ cố định một mục tiêu nào đó với cú tả sung vũ độc của mình. Phần còn lại để cho những người anh lớn làm. Zed với một cái lượng trang bị quá khủng khiếp và kích hoạt luôn cho mình đó những tình huống áp sát. Gumayusi Freedom, không ai chạm tới Gumayusi ở trong tình huống vừa rồi cả. Và đó là một cái lượng sát thương được duy trì ở nhiều nguồn khác nhau, nó khiến cho bên phía của T1 dễ dàng thắng lợi trong pha giao tranh. Đó là một tình huống giao tranh mà rõ ràng là bên phía của T1 setup quá tốt. Faker dựng tường chặn đường về của Brion và sau đó là một pha tập vào với từ Guon. Cùng với đó là rớt với chân tướng Aatrox rất quen thuộc của mình, cái cách vào giao tranh đến từ rớt. 10 pha giao tranh anh ta làm như một, nhưng mà nó hoàn toàn rất hiệu quả với những cái pha tặc cánh vòng sau. Và lượng sát thương quá khủng bố đến từ bên phía T1 ở gần như tất cả các vị trí. Envy gần như không được chơi game, anh ta chỉ kịp nhấn cho mình cái đồng hồ trong bất lực mà thôi. T1 có chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai để kết liễu trận đấu này với tỷ số 2-0. Một màn debut quá ấn tượng đến từ tân binh Guon của T1 ở trong kèo đấu BO3 này. Phần nào đó là bởi vì những người đồng đội của anh ta cũng đã làm quá tốt. Ván thi đấu đầu tiên chúng ta đang thấy một con Tahm thần của Kera. Ván thi đấu thứ hai thì chúng ta thấy cái khả năng roaming kinh khủng của Talia Faker. Tôi dự là POG trong ván thi đấu này chắc cũng sẽ nghiêng về cho bên phía của Faker. Nãy đồng ý. Quên tính làm gì ạ? Tính ám sát Faker phía sau hả?